chương 9. chạm tới quy tắc thượng một lúc lâu hồng phủ mới trì hoãn quá mất mở mắt ra đem hồng liệt đã giật mình làm sao ngươi thức tỉnh rồi hả hồng phủ hai mắt sơn đỏ nghiêm trọng đầy máu thống khổ vô cùng hồng liệt nói ngươi đoán người mới vừa rồi nhìn bao lâu hồng phủ xem một chút phía ngoài sát trời đã để sáng suốt cả đêm hồng liệt gật đầu Ta xem ngươi mạnh khỏe như sao vào liễu một loại chợt hiệu trạng thái, cũng chưa có quấy rầy ngươi. Hồng Vũ gật đầu, định nhắm mắt lại cùng đại ca nói chuyện. Ngươi cũng nhận thấy được những thứ này linh văn bất phạm. Ta không có ngươi như vậy yêu nghiệt, ta mơ hồ có chút cảm giác, nhưng là cảm giác như vậy vô cùng mơ hồ, cũng không thể đủ chính xác nắm chặt. Bất quá, chẳng qua là loại này mơ hồ cảm giác sẽ làm cho cảnh giới của ta tăng lên không ít ta hiện tại đã sắp đột phá đến lục phẩm chân tôi liễu. Hồng Vũ cũng rất ngoài ý muốn. Như vậy nhìn, nếu như người có thể dung hợp này khổ di cốt, rất có thể trực tiếp tăng lên tới lục phẩm chân tôi đỉnh. Hồng Liệt cũng rất mong đợi, bất quá như cũ có chút giữ lại, sợ rằng không thể nào thoáng cái đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Ta cảm giác di cốt bí mật quá nhiều, coi như là dung hợp, sợ rằng cũng phải từ từ tiêu hóa. Hồng Vũ suy nghĩ một chút, trước tiên đem di cốt cho ta mượn mấy ngày, ta nghiên cứu xong còn cho ngươi. Hồng Liệt khoát tay chặn lại, vốn chính là ngươi cầm trở về, khách khí như vậy làm gì? Hồng Vũ mang theo kia khối di cốt, miễn cưỡng mở ra sừng đỏ ánh mắt, mình đi trở về. Đến của mình sơn, trang hàng cùng mặt cơ bọn họ vừa nhìn thấy Hồng Vũ kia phó bộ dáng tại chỗ nổ tung liễu oa. 18 võ cơ cộng thêm quan lăng, tất cả đều vọt ra, liếu riếu hỏi chuyện gì xảy ra. Hồng Vũ dở khóc dở cười, khó khăn nhất tiêu thủ mỹ nhân dạ, hiện tại hắn coi như là hiểu. Thật vất vả trấn ngàn liệu chúng nữ, Hồng Vũ trở lại gian phòng của mình, trang hàng cùng hắn trước sau chân đi vào, trong tay bừng chậu gỗ, quăng liễu khăn nóng cho hắn thòa ở trên ánh mắt, vừa đau lòng nói người trước nghỉ ngơi một chút, ta đi phía ngoài y quán, để cho y tượng cho mở chút thuốc. Chùm nóng liệu mấy lần, Hồng Vũ cảm giác đúng là thoải mái nhiều. Trang hàng sau khi đi, hắn tự ngựa không ngừng vó cầu bắt đầu tìm hiểu kia khối di cố. Thái cổ ma tượng di cố phía trên linh văn, hắn đã xác định, đúng là có lớn lao uy năng. Bây giờ nhìn lại, rất có thể thái cổ ma tượng có thể có được cùng thần tranh phong thực lực cùng những ngày qua sống ở bọn họ xương cốt trên linh văn có rất lớn quan hệ chỉ tí, hắn thể bên trong thái cổ ma tường đồ đằng chỉ có thể vào hành đơn giản câu thông không thể cho làm cạn kẻ giải thích hồng vũ lấy tay tỉ mỉ sờ vỗ về này khối di cốt nhắm mắt lại xúc giác trở nên cực kỳ nhạy cảm hắn ở trong lòng yên lặng địa quan tưởng hy vọng có thể trong đầu trống rỗng hàng nhái ra một cái linh văn nhưng là linh văn trong hàm chứa thăm ảo lực lượng quy tắc lấy hồng vũ tu vi hiện tại muốn tiến hành hàng nhái hết sức khó khăn cho dù là trống rỗng hàng nhái thậm chí là chỉ cần theo linh văn hướng đi bắt trước đi xuống đều sẽ cảm giác đắc lực không hề bắt bớ ác tâm nghĩ ói như vậy thử mấy lần sau hồng vũ cũng có chút mỏi mệt hắn đang muốn buồn thà cho này thăm dò con đường khác còn muốn biện pháp thời điểm mi tầm trong bỗng nhiên vừa động, ấn đường huyệt một mảnh kia hư vô trong không gian. Đại nhật như lai pháp tôn chậm rãi giật mình. Hắn thủ ấn cuốn, biến hóa một chút, một chút kim quang từ ấn đường trong huyệt bay ra, sắp nhập vào hồng vũ trong đầu. Về điểm này kim quang, giống như là cam tuyền, dễ chịu dưới hồng vũ vốn là mệt mỏi tinh thâm lập tức phấn chấn. Mà cùng lúc đó, hồng vũ còn cảm thấy trong đầu của mình, tự hồ bị gieo xuống cái gì đồ. Hắn lại đi tìm hiểu kia khối di cốt thời điểm, cảm giác lập tức dễ dàng mấy lần. Lúc trước, bởi vì linh văn quá mức phức tạp, không cách nào phân tích, nhưng là hiện tại có loại giỏi mắt nhìn lại, chân lý từ hiện cảm giác. Hồng Vũ kinh ngạc, bởi vì cùng lúc đó hắn cũng hiểu rõ, cái loại này như mình trong đầu đến đấy là cái gì? Tuệ căng tuệ căn cũng không thể bị đơn giản địa lý giải vì trí khôn. Nó là một loại đại trí tuệ. Đơn giản nhất mà nói, đó là có thể đủ xuyên thấu qua khó phân phức tạp thế tục, nhìn thấu tánh mạng bản chất. Mà loại trí khôn mở rộng ra, đó là có thể đủ nhìn thấu hết thảy, vô căn cứ dưới bản chất. Nói ví dụ, hồng vũ trên tay những thứ này linh văn. Linh văn đúng là bao hàm cường hẳn lực lượng quy tắc. Như là những lực lượng này quy tắc giấu giếm vô cùng sâu, sương mù nặng nề. Đây cũng không phải là cố ý gây nên, mà là bởi vì này chút ít linh văn bản thân, chính là thiên nhiên mà thành. Thái cổ ma tượng căn cứ tự thân điều kiện tới lợi dụng những lực lượng này quy tắc, cho nên tăng thêm rất nhiều thích ứng tự thân bộ phận. Mà bởi vì thái cổ ma tượng tầng thứ quá cao, những thứ này gia tăng bộ phận. Đừng nói hồng vũ hiện tại, coi như là hắn đến tàm phẩm hiện thánh cảnh giới cũng rất khó khăn vẹt ra sương mù thấy rõ bản chất nhưng là hiện tại đại nhật như lai phát tôn cho gieo xuống liễu tuệ căn hắn có thể dễ dàng từ đó sàng chọn ra thuần túy lực lượng quy tắc mà hồng phủ cũng cùng thái cổ ma tượng đồ đằng giống nhau cần đem những này cơ bản nhất lực lượng quy tắc để biến hóa thích ứng tự thân bất quá lấy hồng phủ hiện tại tài nghệ dĩ nhiên không thể nào đạt tới hoàn mỹ lợi dụng. Nhưng chỉ là một phần lợi dụng là có thể để cho Hồng Vũ thực lực có một bay vọt về chất. Này một khối di cốt thượng, tổng cộng có lục đạo linh văn. Hồng Vũ từ đó tìm hiểu ra chính đạo lực lượng quy tắc. Đêm này chính đạo lực lượng quy tắc tại chính mình trong đầu phản phục thôi diễn, hoàn toàn trong lòng bàn tay, mới chậm rãi thở ra một hơi mở mắt ra. Chính đạo lực lượng quy tắc hắn mặc dù đã hoàn toàn hiểu, nhưng là muốn vận dụng còn cần tiến thêm một bước tìm hiểu. Bất quá hiện tại, đã đầy đủ hắn trợ giúp đại ca dung hợp này khối di cốt liễu, hồng vũ mình bởi vì có tuệ căng. Trực tiếp từ di cốt trong lấy ra liễu lực lượng quy tắc, có thể nói này khối di cốt đối với hắn mà nói lớn nhất giá trị đã đạt được, nhưng là đại ca không được, đại ca không có tuệ căng hắn còn cần dung hợp di cốt, sau đó thông qua di cốt tới vận dụng những lực lượng này quy tắc. Hắn lần này tìm hiểu, bất tri bất giác trong lúc lại là cả ngày đi qua, lại đến ban đêm, Hồng Vũ do dự một chút, nay cuối cùng vẫn là quyết định hôm nay nghỉ ngơi trước, và nhất lúc này vượt qua. Đại ca đang cùng đại tẩu chơi một chút sử nam không nên trò chơi, mình nhiều lúc túng, vừa nghĩ tới mình xuyên qua tới đây hay là thân đồng tử, Hồng phủ trong đáy lòng tự lửa nóng, gục ở trên cửa sổ xem một chút. Phía ngoài trong viện 18 võ cơ thanh thúy tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Hắn do dự mà có muốn hay không, sờ qua đi thầu hương thiết ngọc. Chẳng qua là sát tâm 10 phần, sát đảm cũng không xứng đôi. Hồng nhị thiếu chán nản thở dài, đàng hoàng mình bò lên giường ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Hồng lì từ trong nhập định tỉnh lại, dơ lên tay trái của mình, hắn đã cảm giác được rõ ràng cả cánh tay là không cùng ở đệ đệ dưới sự trợ giúp của hắn đem thái cổ ma tượng di cốt cùng mình tay trái dung hợp hiện tại nắm chặt quả đấm là có thể cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng tại chính mình xương cốt trong du tẩu chỉ là mới vừa dung hợp nhưng là hắn đã cảm giác được rõ ràng mình có thể đủ phát ra công kích so sánh với trước kia cường hãng gấp ba hồng liệt cất tiếng cười to ôm cổ bên cạnh Hồng Vũ. Lão nhị, ca ca ta đã là lục phẩm chân tôi lúc đầu liễu. Có này khổ di cốt, ít nhất ở cả lục phẩm cảnh giới. Tu luyện nhất định xuôi gió xuôi nước, không có chút nào trở ngại. Hồng Vũ cười đẩy ra hắn. Ngươi hay là nghĩ biện phá màu sớm đem phù hợp độ tăng lên đi lên. Ta nghĩ rất nhanh, ngươi là có thể làm cho cả phủ đô thất kinh. Hồng Liệt bận rộn tu luyện, Hồng Vũ cáo từ đi ra ngoài. Hắn đi nhìn một chút người bị thương. Hồng dần đám người liên tục phục dụng ngọc cốt đan. Thương thế đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Hồng thân thương thế mặc dù khống chế được liễu, nhưng là như cũ hôn mê. Nhiều hơn nữa ngọc cốt đan ăn đi, cũng chỉ là có thể duy trì cục diện bây giờ. Điều này làm cho Hồng Phủ rất lo lắng. Một khi dừng thuốc, thân thuốc tiếp theo không trị. Song đau khinh nguyệt đưa tới ngọc cốt đan mặc dù không ít, nhưng luôn luôn hào hết thời điểm. Hắn lo lắng từ hồng thân dàn phòng đi ra. Hồng Khê đi theo vừa, thấy thiếu gia mặt ủ mày châu, khuyên. Thiếu gia, đi ra ngoài đi một chút giải sầu sao. Ngày như vậy vẫn giấu ở trong phủ cũng không phải là chuyện này con. Hồng Vũ suy nghĩ một chút, nghe theo liệu khuyến cáo của hắn. Được rồi, đi ra ngoài đi dạo một chút. Hồng Vũ ra cửa vừa quay đầu lại. Phía sau chỉ còn lại có Hồng Khê còn có quan Lăng, Trang Hàng, dĩ vãng tùy thời canh dự ở phía sau hắn, hồng thân cùng hồng dân cũng không ở, không khỏi lại là một trận ảm nhiêm. Đi thôi, hắn trước đi ra ngoài. Hồng nhị thiếu mới ra cửa không bao lâu, thì một rè lệ người một đường hỏi thăm tìm được rồi, vân thị tượng tác. Sau đó lại từ vân thị tượng tác, hỏi thăm đến tìm đến hồng gia nhà mới cửa. Vừa hỏi dưới, người gác cổng cũng là không có làm sao gây khó khăn cho tụ nó cho biết hai thiếu gia đi ra cửa liễu hắn hỏi nữa biết được lão già cùng đại thiếu gia đều ở nhưng là trương ngọc thư bỗng nhiên khiếp đảm không dám đi vào suy nghĩ một chút hay là chạy thẳng tới trên đường đi tìm hồng vũ liễu hồng vũ không có gì mục đích chung quanh đi dạo bất tri bất giác đã đến xuân huy lâu xuống nhanh đến liễu ăn buổi trưa cơm lúc xuân huy lâu bên trong lại có vẻ phá lệ vắng lặng Hồng Vũ âm hầm thở dài. Cả vũ đô ai cũng biết. Tiết thúc là hồng gia người. Hiện tại còn ai dám tới cửa. Hắn vừa nhấc chân tự chuẩn bị đi vào. Lại không nghĩ rằng ở cửa bị một điểm tiểu nhị cho ngăn cản. Khách quan, xin lỗi hôm nay có người đặt bao hết. Bao gồm Hồng Vũ ở bên trong. Tất cả mọi người sừng sốt một chút. Xuân Huy lâu lại không để cho Hồng Vũ đi vào. Này không khỏi cũng quá mức cho lợi thế đi. Hồng Khê giận tím mặt, đi tới một cước đem cái kia điểm tiểu nhị gạt ngã trên mặt đất. Xuẩn tài, xuống người mắt chó, biết đây là ai không? Hắn này một la, trong điểm trưởng quỷ nghe thấy, vội vàng nên đi ra ngoài. Vũ thiếu, xin lỗi xin lỗi, đây là mới tới hòa kế không nhận ra ngài. Ngài mấy vị mau bên trong mời, trên lầu nhã gian hầu hạ. Trên mặt đất chạy đến điểm tiểu nhị vô hạn uy khúc hôm nay thật là có người đặt bao hết hồng khê căm tức còn phải lại đánh bị trưởng quỷ ôm lấy khê già ngài bất giận năm nào kỹ tiểu không hiểu chuyện ngài chớ cùng hắn không chấp nhận bên trong mời trưởng quỷ âm thầm hướng về phía cái kia điểm tiểu nhị phớt phớt tay áo để cho hắn vội vàng đi xuống trưởng quỷ dẫn bọn họ đi vào hồng vũ trong lòng an tâm một chút hắn là một rất nặng tình cảm người thật rất sợ tiết thúc biến thành cái loại người này. Chương 9 chạm tới quy tắc, hạ. Đến đại đường quả nhiên có một bàn người ngồi ở chỗ đó, nhưng số không nhiều lắm, vừa lúc bảy, mà bảy người bao xuống liễu cả Xuân Huy lâu sau, lại phát hiện trưởng quỷ lại dẫn liễu hồng vũ đám người đi vào, mặt liền biến sắc. Chủ quán, có người làm như vậy làm ăn sao? Chúng ta cho bà không đủ, Chưởng quỷ vội vàng tiến lên, liên tục thở dài. Chư vị chư vị, thật sự xin lỗi. Vốn là không nên nữa chào hỏi người đi vào. Nhưng là này một vị đối với chúng ta đồng già có đại ân. Bọn họ ở trên lầu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến mấy vị. Hồng Vũ vừa nhìn đúng là có người bao xuống liễu Xuân Huy lâu. Hắn đã nghĩ muốn đi ra ngoài liễu. Tổng yếu dạy thứ tự đến trước và sau. Không thể để cho tiết thúc sau này không có biện pháp làm ăn, hắn đang muốn đem trưởng quỷ gọi về tới nói một tiếng, lại không nghĩ rằng một tiếng cười lạnh truyền đến, lại là ngươi. Hồng vũ thậm chí cũng không có ý thức được, đây là đang cùng chính mình nói chuyện. bên kia, đinh cổ lâu đã trên mặt hình thường đứng lên, gõ cái bàn nói, hồng vũ đúng không? ngươi thật đúng là nhọc lòng. hồng vũ ngoài ý muốn, ngươi biết ta. đinh cổ lâu hắng hát, hát một trận cười lạnh giả bộ, tiếp theo giả bộ ngươi nhọc lòng, liên tục chế tạo vô tình gặp được, không phải là vì để cho ta đối với người lưu lại một ấn tượng khác sâu sao. Hồng Vũ thật rất không giải thích được, nhờ cậy, ngươi rốt cuộc là người nào? Một bên sáu người khác cũng rất tò mò, Đinh Huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đinh Cổ Lâu một ngón tay Hồng Vũ, nói, người này trăm phương ngàn kế, muốn tiếp cận với ta, chỉ sợ sẽ là nghĩ đến gần mọi người chúng ta. Hắn vừa nói như thế, sáu người khác lại tất cả đều lộ ra hiểu rõ thần sắc, cùng nhau gật đầu. Thôi, đuổi ra ngoài sao? Người như vậy, chúng ta những năm này gặp phải còn thiếu sao? Tự cho là gia thế không tệ, tự như đụng lên, hắc hắc, cũng không tá cua đi tiểu mình theo theo. Hắn có đủ hay không tư cách? Hồng Vũ cũng có chút phát hỏa, hắn gần đây tâm tình vốn là sẽ tốt. Kết quả hôm nay không giải thích được, vừa gặp gỡ như vậy một nhóm người. Các ngươi lời này là có ý gì? Có ý gì? Đinh Cổ Lâu tiếp tục cười lạnh bỉ di. Hồng Vũ, ngươi đang ở đây lưu vân trận các cố ý lớn lối. Sau đó lại đêm khuya tấn công Bách Lý Phủ. Rồi đến lần này, không cũng là ở hướng ta biểu diễn. Ngươi hồng gia ở phủ đô bên trong thành thực lực bất phàm. Đã là cao cấp nhất thế gia sao? Hồng Vũ hai tay một phủng cảm thấy cưa đã. Ta Hồng Gia vốn chính là cả đại hạ người nào không biết, nhìn như thế nào lộ chân tướng. Người trong phương ngàn kế an bài những thứ này nhất định phải làm cho ta tất cả đều nhìn thấy, không phải là nghĩ đến gần chúng ta bảy nhà. Người cũng là rất biết tính toán, đáng tiếc ta cho người biết, các người Hồng Gia còn chưa đủ tư cách, người Hồng phủ cũng không đủ tư cách chúng ta cái này vòng tròn, không phải là tốt như vậy vào. Hồng Vũ chưa từng có gặp phải quá người như thế. Cho dù là hoa lan, những thứ kia tự cho là đúng người, cũng không có đạt tới loại trình độ này. Vừa Hồng Khê đã hoàn toàn không nhịn được. Các ngươi coi là thứ gì? Chúng ta thiếu gia đã là vũ đô bên trong thành để nhất quần áo lụa là, còn dùng được đến gần các ngươi. Bảy người kia một trận cười to. Thật là ít ngồi đáy giếng. Vũ đô bên trong thành để nhất quần áo lụa là thật to danh tiếng, ở phàm tục giới đúng là có thể xưng vương xưng bá đi. Đáng tiếc, ở trước mặt chúng ta, chó má cũng không phải là người không phải là không hiểu, nhà ngươi thiếu gia, tại sao muốn nịnh bợ chúng ta? Ta cho người biết, các ngươi tần thứ vĩnh viễn cũng không thể có thể hiểu. Đinh cổ lâu hừ một tiếng, Triều Hồng Vũ khoát tay chặn lại, rất tùy ý đuổi hắn. Ngươi trở về đi thôi, không cần nữa đùa bận những thứ này tam nhãn liễu, vô dụng, ngươi không đủ tư cách, hồng gia cũng không đúng quy cách, vô luận ngươi đang ở đây làm sao cố gắng, chúng ta không mang theo ngươi chơi, chính là không mang theo ngươi chơi. Hồng Vũ thẳng lắc đầu, hôm nay ra cửa không có nhìn hoàng lịch, làm sao vừa ra tới tự gặp phải một đám đầu óc nước vào ngu xuẩn. Đinh của lâu giận tím mặt vô án, ngươi nói cái gì, Ngươi biết người đang ở đây với ai nói chuyện không hồng vũ lắc đầu ta còn thật không biết bất quá ta đoán chừng các người cũng không biết đầu óc cũng nước vào liễu còn có thể nhớ kỹ mình là người nào ta hiểu ta cũng vậy không bắt buộc các người nói cho ta biết các người là ai liễu khốn kiếp người muốn chết sáu người khác bỗng nhiên dựng lên ngươi có biết hay không ngàn năm thì tộc rốt cuộc đến cỡ nào khổng lồ lực lượng tiêu diệt hết các người hồng gia dễ dàng Hồng Vũ hát hát cười lạnh. Cả thanh nguyên đại lục muốn tiêu diệt hết chúng ta hồng gia người nhiều lắm. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào thành công. Các người không ngại tới đây thử một chút. Xem một chút là các người diệt ta hồng gia hay là ta tiêu diệt người cửa cả nhà. Thật cuồng vọng tiểu tử. Không phải là trời cao đất rộng ngu xuẩn. Đình cổ lâu giận tím mà sẽ phải tiến lên. Cửa nhưng truyền đến một trận cãi vã thanh âm lại là mới vừa rồi cái kia tiểu họa kế. Ai ai, khách quan, xin lỗi chúng ta hôm nay bị đặt bao hết liễu. Ai ngài không thể đi vào. Nhất danh muộn hưởng, thế thì nắm móc tiểu họa kế hiển nhiên lại bị một cước đạp lật trên mặt đất liễu. Một người sải bước xong tới, nhìn thấy hồng vũ trên mặt tự chất đầy liễu nụ cười, hôn nhẹ nồng nóng đi lên. Cá, ngài ở chỗ này đây, người tốt, Điều này làm cho ta một bữa dễ tìm. Ừ, đinh cổ lâu, các ngươi một nhóm ngươi làm sao không ở đây? Trương Ngọc Thư rốt cuộc thấy được, vừa đinh cổ lâu bảy người. Hơn nữa mơ hồ cảm thấy đi ra ngoài, chuyện tự hồ có cái gì không đúng. Đinh cổ lâu thấy Trương Ngọc cây cái kia một khác tự u mê. Thần vật thượng sứ làm sao sẽ đối với Hồng Vũ, tiểu tử này khách khí như vậy. Hồng Vũ bất quá là, phàm tục thế giới một công tử ca thôi. Đối với ngàn năm thế gia mà nói, cũng là có thể tiền tay bóp chết chính là nhân vật, chớ nói chi là thiên vật thế lực liễu. Nhưng là Trương Ngọc Thư mới vừa rồi kia, thần thái cùng giọng nói, rõ ràng chính là chơi mạng muốn nịnh bợ Hồng Vũ. Hết lần này tới lần khác, Hồng Vũ hay là một bộ lạnh lẽo bộ dạng. Đinh cổ lâu ngượng ngùng cười một tiếng. Trương Huynh, ngươi biết hắn, Trương Ngọc Thư mặt liền biến sắc, hắn, hắn là ai vậy? Nơi này chỉ có anh ta, không có hắn. Đinh Cổ Lâu lúng túng vô cùng, thơm người tạ lỗi. Trương Huynh, miệng ta đần, sẽ không nói chuyện. Ngài biết vị huynh đài này, cùng hắn còn có thân thích quan hệ. Hồng Phủ vội vàng viết thanh, ngươi cùng hắn mới có thân thích quan hệ các ngươi cả nhà cùng hắn, đều có thân thích quan hệ. Đinh Cổ Lâu bị đính có chút nói không ra lời. Thật ra thì trong lòng vô hàng tiếc nuối Bản thân ta là muốn cùng người ta có thân thích quan hệ, nhưng là người ta không đáp ứng. Vừa Trương Ngọc Thư ngượng ngùng cười một tiếng. ca ngài đừng như vậy, người xem chúng ta nơi là không là rất tốt không? Hồng Vũ mí mắt vừa lộn, ta liền như vậy chịu không được. Chịu không được ngươi đi, ai bảo ngươi đi theo ta? Khác ta không có cảm thấy cho nơi rất tốt. Trương Ngọc Thư da mặt dày đứng lên vô địch. Đó là ta cảm thấy. Ta cảm thấy được được rồi sao? Ở để cho Hồng Vũ che nhau đổ tiền mặt đi xuống. Trương Ngọc Thư tự thật không mặt mũi, không có da liễu. Hắn vội vàng chuyển hướng đề tài. Ca! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồng Vũ cười hát hát. Mắt lé nhìn về phía đinh cổ lâu bảy người. Hắn hiện tại cũng đoán được liễu. Bảy người này! ước chừng chính là trương ngọc thư lúc trước theo lời đại hạ bảy đại thiên nằm thị tộc người có người muốn gì ta hồng gia ta đang rất khẳng khái muốn mời bọn họ tới thử xem thử đâu trương ngọc thư vừa nghe lông tóc đều dựng đứng đinh cổ lâu ta hỏi các ngươi là chuyện gì xảy ra đinh cổ lâu bảy kia còn không biết hôm nay đã đến thiết bản bọn họ bỏ bao công sớm muốn bỡ đợi được trương ngọc thư sau đó nghĩ biện pháp tiến vào chủ thần vực. Nhưng là Trương Ngọc Thư so với bọn họ còn càng thêm cố gắng đi đến nịnh bờ hồng vũ. Hơn nữa tự hồ còn không có bờ đỡ được. Nhưng là mình bảy người mới vừa rồi lấy một loại chỉ cầu chết nhanh giọng dạ thái độ, hung hăng địa đắc tội hồng vũ. Bảy người đầy đầu mồ hôi, đinh cổ lâu hò khang một tiếng xin lỗi nói. Hồng Thiếu, Trương Huynh, cái này, nơi này có chốn hiểu lầm. Trương Ngọc Thư căn bản không nghe hắn giải thích. Ngươi câm miệng cho ta, ta liền hỏi ngươi, có phải hay không các ngươi nói nghe được lời này? Đinh Cổ Lâu bất đắc dĩ, kiên trì nói, dạ, nhưng... Trương Ngọc Thư cậu một chút nhảy dựng lên, chợt lóe thân đã đến bảy người bên cạnh, không chút khách khí vỗ bàn tay rút ra đi qua. Đinh Cổ Lâu bảy người chỉ cảm thấy hoa mắt, trên mặt tụ bị đánh một bàn tay, rất đau, Trương Ngọc Thư một chút cũng không có nương tay. Bảy người nữa bên mặt nhanh chóng sưng phòng lên. Trương Ngọc Thư đánh xong còn không bỏ qua. Chạy đến lại tới một lần. Bà 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 lại là bảy vang dội bà tay. Đem bảy người khác bên kia mặt cũng cho đánh sưng lên. Này lần thứ hai, bảy người tới kịp phản ứng. Nhưng là không có một người dám né tránh. Ngạnh xanh xanh đứng ở nơi đó bị đánh một bà tay. Các người chính là bảy đầu con lừa ngu ngốc tạp chủng con lừa ngu ngốc, Trương Ngọc Thư, không chút khách khí chửi ôm lên. Lăn qua đi, cho ta ca dập đầu nói xin lỗi. Bảy người sửng sốt, trước mặt nhiều người như vậy bị đánh bạc tay, sau đó còn muốn dập đầu nói xin lỗi. Trương Ngọc Thư tức giận nói, ngu ngốc các ngươi cho là ta đây là đang ép các ngươi, lão tử đây là đang cứu các ngươi, các ngươi biết anh ta là thân phận gì không? Đinh cổ lâu bảy người càng thêm mê hoặc Trương Ngọc Thư lạnh giọng nói. Anh ta muội muội Hồng Di Lan, chính là hư không thần vật Tùng Giang phủ một trong tam cử đầu. Chưởng hình kỵ úy Bạch Uyển Thần Đại Nhân các người bảy đầu tạp chủng con lừa ngu ngốc mới vừa rồi có thể làm cho luôn miệng nói muốn tiêu diệt rụng hồng gia. Bạch Đại Nhân nếu là biết, có người muốn tiêu diệt hết nàng đồ đệ gia tộc, các người nói một chút, các người sẽ có cái gì hậu quả. Ngàn năm thì tộc đúng là khó được, nhưng là các ngươi đừng quên, cả đại hạ còn có rất nhiều truyền thừa đạt đến 3.000 năm thị tộc. Giết chết các ngươi nửa đổi lại một nhóm cũng không phải là việc khó. Đinh Cổ Lâu giờ 7 người xuất thân ngàn năm thị tộc. Này 7 đại thế lực phàm là thế tục giới, cùng chủ thần vật trao đổi nhiều nhất. Đối với chủ thần vật cũng có sở hiểu rõ. Tùng Giang Phủ cường đại bọn họ rất rõ ràng, mà Tùng Giang Phủ tam đại kỳ úy, trưởng hình, trưởng ấn, trưởng khổ. Đáng sợ nhất đúng là trưởng hình kỵ úy Bạch Uyển Thần. Năm đó, Hồng Di Lan bị nhất phẩm hợp chân thu làm đồ đệ chuyện tình. Người biết không ít, nhưng là biết là Bạch Uyển Thần sẽ nhiều. Trong chuyện này, biết Bạch Uyển Thần chính là Tùng Giang phụ trưởng, hình kỵ úy người thì càng thiếu. Đinh cổ lâu bảy người đã ra khỏi một thần mồ hôi lạnh. Bạch Uyển Thần hiện hách uy danh, chính là dùng chủ thần vượt trong những thứ kia kiệt ngào bớt tuần siêu cấp cường giả máu tươi cùng đỉnh đầu tạo dựng lên bọn họ lại muốn diệt bạch uyển thần đồ đệ gia tộc thật làm cho bạch uyển thần biết rồi tuyệt đối là đại họa lâm đầu bảy người lần này là thật tâm cảm kết trương ngọc thư trương thiếu gia nói một chút không sai đây là đàn cứu bọn họ cứu bọn họ toàn cả gia tộc bọn họ ở phàm tục thế giới nhìn qua cao cao tại thượng nhưng là đối với chủ thần Phật, Trong đến người mà nói, Chính là một con chó, Không thích liệu giết đổi lại một cái chính là, Chương 10, Đạo Tôn, Thượng, Bảy người cuốn quýt xong về Hồng Vũ, Quỳ xuống tới cuốn quýt dập đầu, Vũ thiếu Gia, Bọn ta có mắt không trồng, Ngu xuẩn như chó, Tự như Trương Huynh nói, Chúng ta chính là một đám con lừa ngu ngốc, Ngàn ngàn phạn chớ cùng chúng ta không chấp nhận, chúng ta cho ngài dập đầu nói xin lỗi liễu. Hồng Phủ tức cười, hắn biết bà tỷ tỷ địa vị rất lớn, là không nghĩ rằng thì ra là lớn như vậy. Khi hắn phía sau, trang hàng miếm ngôi cười, lặng lẽ nói, thiếu chủ, ngươi luôn luôn cảm giác mình hung danh bên ngoài, nhưng là bây giờ nhìn lại, cùng bà tỷ tỷ so với, ngươi là lương thiện hạng người. Hắn rất khó đem một vị kia thực lực cùng dung mạo cũng phá lệ xuất sắc bà tỷ tỷ cùng một vị đại mơ vương liên hệ tới. Nhưng là hết thảy trước mắt, rõ ràng ở hướng hắn nói rõ, hắn bà tỷ tỷ là rất dọa người. Hồng Vũ cười khổ một tiếng, triều đình cổ lâu bảy người khoái tay chặn lại. Đứng lên đi, chuyện này coi như hết. Hồng gia hiện tại khó khăn nặng nề, hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Đinh cổ lâu bảy người nghe đường Hồng Vũ chính miệng nói ra nói như vậy, treo lấy tầm mới xem như để xuống. Trương Ngọc Thư cầm tức một rống. Còn không mau cút đi. Ở lại chỗ này làm gì? Tiếp tục phạm ngu xuẩn. Dạ dạ dạ. Chúng ta biến. Chúng ta cút. Bảy người chật vật không nhìn đào tẩu. Vừa trưởng quỷ nhìn u mê. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn hoàn toàn không biết. Đang ở trước mắt hắn chạy trối chết bảy người này. Đại biểu đáng sợ cỡ nào thế lực. Trương Ngọc Thư đuổi đi đi. Đinh cổ lâu bảy người trơ mặt ra cười tiến tới hồng phủ bên cạnh. Cá, người xem ta còn là có chút ít dùng là sao? Hồng Vũ cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Người này bình thường lỗ mũi hướng lên trời, chỉ nhìn hắn mới vừa rồi, đối với đình của lâu bảy người thái độ là có thể nhìn ra. Lúc trước, hắn cùng hồng phủ khoe của, tuyệt đối không phải là đối với hồng phủ có ý kiến gì, thuần túy chính là đức hạnh. Nhưng là hắn hiện tại mới đủ 11 con chó nhật. Hồng Vũ trong lòng cũng không khỏi được cảm thán. Hắn đối với muội muội là chân ái đến tận xương tủy, nhưng là Hồng Vũ thủy chung cảm thấy một người đàn ông là muốn có cốt khí, người có thể vì liễu yêu hy sinh tánh mạng, nhưng là không thể ngay cả cốt khí cũng hy sinh. Ca, người xem có thể hay không dẫn ta trở về trong thấy gia gia cùng đại ca. Hồng Vũ tức giận nói bây giờ không phải là lúc. Trương Ngọc Thư vỗ bộ ngực. Ngài là nói gần đây Bách Lý Gia chuyện tình sao? Ngài yên tâm, bao ở trên người của ta liễu, một phàm tục thế giới thế gia, cũng dám đắc tội anh ta, chán sống sao? Hồng Vũ thản nhiên nhìn hắn một cái. Chuyện của ta chính mình có thể xử lý, người không cho phép nhúng tay. Trương gia xuất thủ giải quyết, thiếu hạ lớn như vậy một cái nhân tình, Mùi mùi sau này thấy hắn cũng khó mà nói năng cự tuyệt. Hồng Vũ tuyệt sẽ không đáp ứng. Dạ dạ, ca người nói gì chính là gì? Hồng Vũ ở Xuân Huy Lâu, dặm ăn một bữa cơm, ăn vào một nửa thời điểm tiết thiệu tự vội vã chạy tới. Hắn thở dài, cái gì cũng không nói, cầm rượu tới đây. Phụng bồi Hồng Vũ uống một bình. Sau khi ăn xong, Hồng Vũ đem một vạn không tình nguyện Trương Ngọc Thư đuổi đi đi. Sau đó một mình về nhà. Xế chiều không có chuyện gì. Hồng Phủ một mình ngồi ở trong phòng. Khai báo phía ngoài trang hàng một tiếng. Không nên quấy rầy mình. Sau đó đem cửa phòng đóng kỹ. Một mình ngồi ở trước bàn. Nhà mới gia cụ cũng là tạm thời chọn mua. Dĩ nhiên sao ra kém trước kia Hồng Phủ trong cái kia chút ít. Lấy trước kia chút ít cũng là dùng ngàn năm cây tử đàn chế tạo. Hiện tại những thứ này... Chính là một loại chua cành gỗ liêm. Hồng Phủ yên lặng hạ tinh thần của mình, từ không gian thiết giá trong lấy ra mỏ cục gạch, rất là dáng vóc tiêu tụy bày tới trước mặt. Ở mỏ cục gạch phía trước, trên mặt bàn bày đặt một sắp giấy tuyên thành, phía trên dùng không tính là tinh tế thư phá phía một bộ, đạo đức kinh. Hồng Phủ đã thật lâu không có sử dụng mỏ cục gạch liễu, hắn lục loại này đồng mặt ngoài thô ráp thần kỳ bảo vật, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nếu như không có này đồng cục gạch, mình hiện tại sợ rằng vẫn như cũ là cái kia phế vật nhị thế tổ, phá sản ngu xuẩn quần áo lụa là, mà lúc này ở Hồng Gia nguy nan lúc, lần nữa đem mở cục gạch lấy ra. Hồng Vũ ký thác liễu một loài hy vọng, mặc dù nói chính hắn rất rõ ràng, loại này hy vọng cũng không tính lớn. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một chùy, sao hưởng liễu mở cục gạch, tùng tiếng thứ nhất vang lên, giấy tuyên thành thượng dân lên liễu một mảnh quen thuộc, kim sắc quan phụ, nói không ra lời xinh đẹp. Tống Du Nhiên quỳ gối ngoài cửa, đã một ngày một đêm liễu, mặc dù đã tiến vào mùa xuân, nhưng là này đầu mùa xuân thời khác, như cũ rét lạnh, trên mặt đất thành gạch lạnh như bằng đông cứng. Tống Du Nhiên mặc dù võ đạo tu vi không tầm thường, quỳ như vậy cả ngày, cũng đã cả người cứng ngắc tay chân lạnh như băng nhưng là trong phòng tống mặt cẩn cũng không vì thế mà thay đổi tống phu nhân nhanh chóng nước mắt cùng muốn té liễu đứng ở một bên đi tới đi lui không ngừng quở trách trượng phu tống mặt cẩn đối mặt phu nhân càm ràm có chút không thắng kia phiền nặng nề đem chén trà trong tay hướng trên bàn một bữa nếu như trong nhà chỉ có ta và ngươi còn gì phải xí cùng lắm thì từ quan không làm về nhà vừa làm ruộng vừa đi học nhưng là chuyện có đơn giản như vậy sao? Thân thể của ta là một tộc trưởng. Nữ nhi của ta hiện tại chạy đi hồng gia. Đệ hạ có nghĩ như thế nào? Tống gia có thể vì vậy mà từ thịnh chuyển suy. Các ngươi nghĩ tới không? Tống phu nhân bị trường phu một rống. Thành âm thấp không ít. Thật có nghiêm trọng như thế. Tống mặt cẩn một tiếng thở dài. Nàng cũng là con gái của ta. Ngươi cho rằng ta không đau lòng. Bệ hạ hùng tài đại lược ta phụ tá hắn nhiều năm như vậy, chỉ cần bệ hạ chuyện muốn làm tình, chưa từng có thất bại quá. Hồng gia lần này, cao thủ hao tổn hầu như không còn, không ra một tháng, hồng gia nhất định trở thành quá khứ. Nhưng là du nhiên nạn, tống phu nhân đau lòng vô cùng, tống mặt cẩn chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ thiết lôi cùng cổ thiết hồng ngồi đối diện, trên bàn bày biện một bộ trà cụ, đang bốc hơi nóng, hương trà lượng lờ hai huynh đệ người nhưng không có một chút thưởng thức trà tâm. Cổ thiết lùi cắn răng một cái, không cần do dự, quyết định đi, cùng hồng gia và rõ giới hạn, lúc trước hợp tác toàn bộ dừng lại. Cổ thiết hùng gật đầu, hắn không có cảm thấy cái gì ấy nấy. Đây chính là chính trị, không trộn lợn cá nhân cảm tình. Cổ thiết lùi suy nghĩ một chút, lại nói, nếu muốn, vậy thì làm tuyệt người lập tức đi, đem cùng Hồng Gia cùng làm những thứ kia làm ăn trong. Hồng Gia người toàn bộ đuổi đi ra. Lúc trước không có kế toán ngân lượng, toàn bộ giữ lại. Một tiền đồng cũng không nếu cho Hồng Gia. Hơn nữa chuyện này muốn giống trống khua chiên, để cho phủ đô tất cả đều biết. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bệ hạ hiệu chúng ta, cùng Hồng Gia các quyết tâm. Cổ Thiến Hùng gật đầu, đưa tay nâng chung trà lên đang muốn uống lại bị cổ thiết lôi vỗ bàn thúc dục. Còn uống gì? Nhanh lên một chút đi. Hồng gia lần này cao thủ toàn bộ chôn vùi đi vào. Bệ hạ rất nhanh sẽ đồng thủ. Nửa đã muộn có thể bị không còn kịp rồi. Cổ thiết hùng vội vàng đứng dậy tới. Ta đây phải. Đông phương gia, đông phương chí đàng hoàng sống ở của mình trong viện. Hắn có đôi khi có bất đắc dĩ ra bên ngoài, liếc mắt nhìn. Hồng gia đối với Đông Phương gia trợ giúp thật lớn, nhưng là hắn nhưng bây giờ không thể đi thăm Hồng Vũ, một khi hắn ra hiện tại Hồng phủ cái cửa, không dùng được bao lâu làm Hồng gia tai họa ngập đầu đến, Đông Phương gia cũng muốn đi theo chung cùng, thậm chí Đông Phương chí còn rất rõ ràng biết, đang ở Đông Phương gia trong mật thất, trong nhà trưởng bố đang thương lượng, dùng một loại gì chính là hình thức phương pháp, cùng Hồng gia vạch rõ giới hạn. Đông Phương Chí thở dài một hơi, hắn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể kỳ vọng gia tộc kế hoạch, không nên tùy mình tới thi hành. Hà Thường đang hành lang gấp khốn hạ đùa mình, nuôi cái kia chỉ theo mắt điểu. Hắn mấy ngày qua, nhìn như án binh bất động, trên thực tế ở Bách Lý Thịnh Thế, âm thầm an bài thời điểm. Hắn là thôi ba trợ lan, mở rộng ra dễ dàng chi môn. Hồng gia, hồng thắng nhật, Hồng Vũ bị chết càng nhanh càng tốt. Chẳng những nhi tử đại thù được báo. Hơn nữa, Hồng Gia để trống này một khối khổng lồ quyền lực. Tất cả mọi người có thể chi cắt một chút sao. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Hà Thường khó được vui vẻ. Tung tung tung, trống vắng xa xưa thanh âm quanh quẩn ở bên trong phòng. Từ một ít cuốn đạo đức kinh thượng, bày ra tới vô số kim sát quan vụ, có ở một loại không kém chút nào – đại nhật như lai pháp tôn mênh mông khí thế nổi lên ngưng tụ kim sắc quang phụ ngưng tụ ra một phản phất hàng tỷ dặm ở ngoài thăm thúy thật to thế giới tại cái đó trong thế giới một pho tượng tia sáng bao phủ cả vũ trụ đạo tôn chậm rãi thành hình chương một long thái hỏa thượng kia một tôn đạo tôn cùng hồng vũ thượng cả đời mơ hồ trong ấn tượng thái thượng lão quân vô cùng tương tự chỉ bất quá kim quang bao phủ, phát ngang vũ trụ, uy thế năng lực vượt qua xa thượng cả đời những thứ kia điện ảnh và truyền hình tác phẩm trong hình tượng có thể so sánh. Mà kia lão quân, đào tôn xa cuối chân trời, tự hồ có gần ngay trước mắt, hồng vũ rung động ngoài, vẻ mặt một hoảng hốn, cũng cảm giác được kim quang đập vào mặt. Lão quân đào tôn chỗ ở cái kia cái thế giới, cùng mình cái thế giới này trọng điệp. Âm tiếng sấm không ngừng, ở Hồng Vũ trong tay liên tiếp vang lên, liệu 99 lần mà hậu kim quang thân thể. Trong nháy mắt đó, Hồng Vũ phản phất thấy được vũ trụ sinh diệt, tinh thần diễn biến, chỉ là một cách nhanh chóng làm cho không người nào có thể phản ứng, gào thét một tiếng mà qua. Hồng Vũ mạnh mẽ ngẩn ra, hết thảy trước mắt tự tất cả đều biến mất, mà hắn tinh tế điều tra, kia một tôn kim quang vạn trượng lão quân đào tôn đã lù lù bất động ngồi yên cho hắn đang điền trong huyệt. Cùng đại nhật như lai pháp tôn sở bất đồng chính là lão quân đạo tôn tự hồ cùng mình dây dưa càng sâu một chút mà không giống như đại nhật như lai pháp tôn như vậy. Chỉ là lấy một loại nhân quả nguyên nhân mơ hồ tương liên. Hồng Vũ bây giờ còn không làm rõ được. Như vậy, một tôn không thể thua kém với đại nhật như lai pháp tôn lão quân. Đạo tôn đến tột cùng có chỗ lợi gì? nhưng là hắn theo sát nghĩ tới một việc, cho nên vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng. Quả nhiên, phía ngoài trong viện đã đứng đầy người. Hồng Thắng Nhật cùng Hồng Liệt trong mắt đều có chúng hưng phấn. Phía sau 18 võ cơ đám người cũng là hết sức nóng bỏng. Hồng Thắng Nhật một tay lấy Hồng Lâm cầm lên. Ông Tôn hai người không khỏi phân trần, xông vào Hồng Vũ gian phòng. Sau đó vung tay lên, một lần nữa đóng kỹ cửa lại. Hồng Thắng Nhật ẩn hàm mong đợi hỏi. Một vị kia đại nhân lại tới nữa. Hồng Vũ nhìn dạ dạ, dùng số trừng mắt nhìn. Hồng Thắng Nhật buồn bực. Tại sao? Hồng Vũ lại một lần dùng số trừng mắt nhìn, sau đó vẫy vẫy đầu. Không có chuyện gì, ngài nói gì? Vị kia đại nhân lại tới nữa. Hồng Thắng Nhật hỏi lần nữa. Lão quân Đào tôn không thể thua kém với đại nhật như Lai Pháp Tôn. Vậy thì ý nghĩa Hồng Vũ lần này lộ vẻ hóa ra lão quân đào tôn cũng giống như sẽ có một cổ không kém gì nhất phẩm hợp chân khí thế phóng lên cao cả vũ đô cũng sẽ cảm giác được hồng vũ do dự một chút quyết định hay là giấu diếm hạ chân tướng để cho gia già cùng đại ca cho là thật sự có một vị nhất phẩm hợp chân thủ hộ hồng gia đối với bọn họ mà nói ít nhất có thể giảm bớt trên tinh thần áp lực hắn mỉm cười gật đầu nói một vị kia đại nhân đúng là lại tới nữa bất quá hắn đã rời đi hắn chẳng qua là hiển lộ một chút khí thế mới có thể đủ để cho vũ đô trình trung những thứ kia xuẩn xuẩn dục động người hết hy vọng hồng liệt trong mắt rõ ràng dễ dàng không ít mấy ngày qua bởi vì thời khắc lo lắng tai họa ngập đầu đến tinh thần của hắn áp lực đúng là quá lớn hồng thắng nhật cũng thở vào nhẹ nhõm gật đầu trong lòng không biết tính toán cái gì, cũng không có nhiều lời. Hồng Phủ sở dĩ lúc này trừ không đem, đạo đức kinh, gõ ra khỏi, chính là phán đoán, đạo đức kinh trong. Nếu như có thể xuất hiện võ đạo Pháp tướng, có nên không so sánh với Đại Nhật Như Lai Pháp Tôn sai. Đại Nhật Như Lai Pháp Tôn lúc ấy, có thể lộ vẻ hóa ra một đạo như phẩm hợp chân khí thế. Như vậy lần này cũng có thể nhưng, quả nhiên đúng như hắn sợ phán đoán nói vậy lúc này vũ tông hoàng đế cùng bách lý thịnh thế hẳn là một lần nữa ăn bài một chút kế hoạch của bọn họ sao chẳng qua là vũ tông hoàng đế cùng bách lý thịnh thế cũng là bất khuất người chỉ có một đạo nhất phẩm hợp chân khí thế sợ rằng chỉ có thể vì hồng gia tranh thủ một ít thời gian mà không có thể chân chánh để cho bọn họ buông tha cho tiêu diệt hồng gia kế hoạch Bất quá đối với Hồng Vũ mà nói, thời gian vĩnh viễn là đứng ở Hồng Gia vừa. Chỉ cần cho hắn thời gian, không riêng mình, đại ca, tiểu muội đều có thể nhanh chóng lớn lên. Chỉ cần Hồng Gia thật xuất hiện một vị nhất phẩm hợp chân, vô luận là bách lý thịnh thế hay là vũ tông hoàng đế cũng sẽ phá lệ kiên kỵ. Bách lý thịnh thế vùng tay lên để cho đã chuẩn bị xong bốn gã tam phẩm hiện thánh đỉnh lui ra. Bốn người này chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nhị phóng khai thần. Chính là lần này, Bách Lý Thịnh Thế triệu tập mà đến người mạnh nhất sẽ đảm nhiệm tiêu diệt hồng gia chủ lực. Nhưng là đang ở mới vừa rồi, hắn đang chuẩn bị đem đã chế định tốt kế hoạch, nói cho bốn người, một ít cổ ngất trời khí thế bọc phát. Cổ khí thế này có chút xa lạ vừa rất quen thuộc, bởi vì Bách Lý Thịnh Thế tuyệt sẽ không quên mất, lần trước hồng gia là làm sao thoát hiểm nhất phẩm hợp chân lại là nhất phẩm hợp chân mỗi khi hồng gia sắp tiêu diệt. Tại sao hắn luôn là sẽ xuất hiện? Bách Lý Thịnh Thế trong lòng nổi giận, rồi lại phải ngăn chặn của mình lửa giận. Bắt buộc mình tỉnh táo địa đi phân tích. Đây là vài chục năm nay đã thành thói quen. Hắn tự định giá chỉ chốc lát. Trong lòng đã có quyết định, hướng ra ngoài hoáng một tiếng. Chuẩn bị ngựa, bổn tọa muốn vào cung gặp vua. Dạ sát bảo mã rất nhanh chuẩn bị xong, lòng hoàng bóng loáng, chiếu cố hết sức xuất sắc. Bách Lý Thịnh Thế tung mình bay lên lưng ngựa, mau chóng đuổi theo. Vũ Tông Hoàng đế đã tại bên trong ngự thư phòng chờ hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng đế lại một lần nữa, cảm giác được mình bị uy hiếp. Ở Bách Lý Thịnh Thế đến lúc trước, hắn vẫn đè nén, thấy Bách Lý Thịnh Thế cái này, thần tử kiêm bàn tốt, vũ tông hoàng đế lửa giận không thể ngăn chặn bộc phát hắn một tay lấy trước mặt Long án lật đổ bên trong Ngự thư phòng ầm ầm vang lớn hoàng đế bạo khiêu dựng lên hồng thắng nhờ sao dám như thế trẫm là thiên tử vua của một nước nhất ngôn cửu định hắn thân là thần tử không tư trung quân báo quốc ngược lại nhiều lần ỷ mình võ lực cường đại uy hiếp cho trẫm việc này mà nhịn được thì không gì không thể nhịn Bách lý Thịnh thế ầm âm, âm ngã quỵ, thần vô năng bề hạ bớt giận. Vũ tông hoàng đế bộc phát vừa thông suốt, chửi ầm lên, trong lòng ngực lửa giận cũng phát tiết không ít. Thấy bách lý Thịnh thế sợ hãi bộ dạng, đi xuống đi đưa giúp, ôm bờ vai của hắn, cùng hắn sóng vai mà đứng. Thịnh thế, ta và người huynh đệ năm đó, từng dưới tóc chiến nguyện to lớn, muốn cho, trong thiên hạ mạc phi vương thổ, tỷ số thổ tân mạc phi vương thần. Những lời này không còn là một câu nói suông bất kể là chủ thần vật hay là nhất phẩm hợp chân cũng muốn thần phục với quân quyền dưới. Vô thượng hoàng quyền mới là này một mảnh bầu trời địa trong lúc, duy nhất thanh âm, cao nhất quy tắc. Bách Lý Thịnh Thế cả người run lên, đó là năm đó, Mai Thuấn vẫn chỉ là một vị bình thường, hoàng tử thời điểm. Hai người song sáo giang hồ, Thời kỳ đã nói lời nói, giữa hai người một ít phần huynh đệ giao tình, cũng là khi đó tích lũy xuống tới. Kể từ khi Mai Thuấn lên ngôi, Bạch Lý Thịnh Thế chưa bao giờ dám nữa nói những chuyện này, lại không nghĩ rằng nay thiên Mai Thuấn mình nói lên, hắn nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ. Vũ Tông Hoàng đế trong mắt bao hàm đối với năm tháng tan thương cảm khái. Thịnh Thế, ngươi cho rằng ta cũng đã. Không, Ta cái gì cũng nhớ được ta và ngươi là quân thần. Nhưng trong xương, ta và ngươi vẫn như cũ là huynh đệ hiện tại. Chúng ta còn muốn như năm đó như vậy. Hai người song kỵ, sống vài dòng rủi bất kể có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, bao nhiêu khó khăn, chỉ cần ta và ngươi huynh đệ liên thủ cũng có thể vượt qua. Bách Lý Thịnh Thế nhiệt huyết sôi trào, cầm thật chặt hoàng đế đích tay. Bệ hạ, vũ tông hoàng đế gật đầu, chúng ta thương lượng một chút, kế tiếp rốt cuộc phải nên làm như thế nào. Bạch Lý thần Thế trước khi đến, đã sớm đã hảo liễu nghĩ sẵn trong đầu, lúc này chậm rãi mà nói, Bệ hạ, lấy vi thần ý kiến, một vị kia nhất phẩm hợp chân đại nhân, thủy chung không lộ diện, chỉ sợ là có cái gì cố kỵ. Nói cách khác, rất có thể hắn không cách nào trực tiếp nhúng tay, chúng ta cùng hồng gia tranh đấu, cho nên hắn liên tục hai lần cũng chỉ là uy hiếp. Hoàng đế rất nhận đồng gật đầu. Người nói, cho nên vì thần cảm thấy, chúng ta âm thầm như cũ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần phát hiện có lợi thời cơ, tự lập tức xuất thủ không cần do dự. Một khi hồng gia diệt vong, ván đã đóng thuyền, hồng gia sau lưng kia mấy vị nhất phẩm hợp chân lại có thể thế nào? Bạch Uyển Thần đúng là đáng sợ, nhưng là hồng gia đã diệt vong. Chẳng lẽ nàng còn có thể là một người đã không tồn tại hồng gia, cùng bệ hạ làm khó. Bệ hạ chính là thiên tử, truyền thừa long khí, trường long mạch, coi như là chủ thần vật người, cũng hết sức kiên kỵ. Hắn hơi một bữa, vừa tiếp theo phân tích nói, một khác phương diện, coi như là có nhất phẩm hợp chân ủng hộ, nhưng là lần này, hồng gia cao thủ hao tổn hầu như không còn, thực lực lớn đại bị hao tổn không thể đền bù, cho dù là chúng ta tạm thời ẩn nhẫn không có thực lực ủng hộ hồng gia bị thua là sớm muộn gì chuyện tình hồng thắng nhật cùng vi thần đánh một trận xong bệ hạ mấy ngày qua cũng nhìn thấy hắn miễn cưỡng duy trì ở nhị phẩm khai thần cảnh giới tùy thời có thể rơi xuống đã không đáng để lo hiện tại chỉ cần chúng ta bóp chết liễu hồng liệt cùng hồng vũ cho dù là chúng ta sau này không bao giờ nữa làm cái gì hồng gia cũng sớm muộn gì có hoàn toàn tiêu vong. Vũ Tông hoàng đế gật đầu lia lịa, nói không sai ta năm đó quả nhiên không có nhìn làm người. Bạch Lý Thịnh Thế cũng cười, đối mặt hồng gia sau lưng cái kia một vị nhất phẩm hợp chân, nhìn qua tự hồ là khó giải vấn đề khó khăn, nhưng là trên thực tế, cẩn thận phân tích thì ra là hết đường rất nhiều. Hồng gia sớm muộn gì chạy không khỏi diệt vong kết quả. Mai Thiên Sách ở trong phủ thoải mái nhàn nhã chăm sóc mình loại một bụi mai vàng, cảm giác được một ít cổ nhất phẩm hợp chân khí thế sâu, khẽ mỉm cười, tiếp tục làm việc chuyện của mình. Đứng ở phía sau hắn, mai ảnh một tiếng cảm thán nghĩa phụ, thật đúng là để cho ngài cho đoán chúng. Mai Thiên Sách lựa lượt, lượt có chút đắc ý, nhưng không có nói thêm cái gì. Cổ thiến hùng đầu đầy mồ hôi, chật vật không chịu nổi xông ào vào gian phòng của đại ca trong giọng nói mang theo không che giấu được bối rối đại ca làm sao bây giờ làm sao bây giờ cho phải cổ thiết lùi mặt âm trầm lần trước chuyện tình ngươi đã làm dĩ nhiên làm tất cả cùng hồng gia liên thủ làm ăn ta tất cả đều rất mạnh cứng rắn đem hồng gia cho chạy đi ra ngoài đó là hoàn toàn đem hồng gia đắc tội ngoan liễu nhưng là hiện tại Nhất phẩm hợp chân vị kia nhất phẩm hợp chân vừa xuất hiện. Chúng ta lúc trước cũng là quá sơ sót. Tại sao có thể đã? Hồng gia sau lưng còn đứng một vị nhất phẩm hợp chân. Nếu là một vị kia dưới cơn nóng giận xuất thủ, chúng ta, chúng ta cổ già có thể bị xong đời ai? Cổ thiết lùi sắc mặt so sánh với đệ đệ không khá hơn bao nhiêu. Chuyện này trong, bọn họ sống và liễu vô cùng ám muội nhân vật vốn cho là đây là một lựa chọn sáng suốt, không nghĩ tới nhìn qua, không hề có lực hoàng thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ hồng gia. Bỗng nhiên phiên thần khi hắn cửa xem ra, một vị nhất phẩm hợp chân, đủ để cho bất luận kẻ nào thay đổi thái độ, bao gồm vũ tông hoàng đế. Dù sao, nhất phẩm hợp chân chính là vừa xa liễu phàm thế tục giới đáng sợ lực lượng. Đừng có gấp, để cho ta thử nghĩ xem, Cô thiết lôi nghỉ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Đem tất cả liên làm sản nghiệp, tất cả đều đưa cho Hồng Gia. Những thứ kia ra mặt đem Hồng Gia đuổi đi ra người. Người từng bước từng bước tìm bọn hắn, đem lời hại nói rõ ràng, để cho bọn họ mình đi Hồng Gia cửa quỳ xuống đất, nói xin lỗi. Theo chân bọn họ nói rõ ràng, gia tộc sau này có bồi bổ lại bọn họ, khác người cũng tự mình đi một chuyến nhất định phải cùng Hồng Gia đạt thành lượng giải. Cổ Thí Hùng nghe đại ca lời nói, gật đầu, tốt, ta đây phải đi. Chương 1 Long Thải Hỏa Hạ Đông Phương Thị Trong Đông Phương Chí âm thầm thở phào nhẹ nhõm Đông Phương Gia bỏ đá xuống giếng kế hoạch còn chưa kịp thi hành cho nên bọn họ tình cảnh bây giờ còn không coi là bị động Đông Phương Chí may mắn với mình sẽ không trở thành ân tương cừu báo tiểu nhân, nhưng là trong lòng lo lắng nhưng một chút cũng không có giảm bớt, bởi vì hắn biết lần này chẳng qua là đông phương gia Vận khí tương đối khá thôi. Sau này, thật có thể khó mà nói liễu. Tống mặt cẩn nhíu mày, lần này biến số nửa tăng. Đối với đại hạ mà nói, thật ra thì không phải là tốt tin tức. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa, nữ nhi chính ở chỗ này quỳ. Đối với hắn mà nói, cũng là tốt tin tức. Tống mặt cẩn ngầm thở dài, suy nghĩ một chút, vẫn kiên trì gặp mình. Hắn như cũ nhìn không tốn hồng gia, vị kia nhất phẩm hợp chân, nếu như có thể xuất thủ, kia còn có thể cho bách lý thình thế sống đến hiện tại, hiển nhiên cũng có nàng ngôn chi ẩn. Mà hồng gia thực lực bây giờ suy yếu, đến nơi này trồng trọt bước, lấy cái gì đi chỉ vào bệ hạ cùng bách lý Thịnh thế thế công thần tử cùng quân chủ tranh đấu, mấy người có thể có kết quả tốt. Hà thường sắc mặt âm trầm vô cùng, kiếm cớ đã ngay cả đánh ba tên hạ nhân. Hồng già thật là chút con dáng, rõ ràng là muốn xong đời liễu, rồi lại để cho bọn họ kéo dài hơi tàn một chút. Hà thường gần đây vẫn thật giống như tài triệu bố mẹ ẩn thân giống nhau, nhưng là trên thực tế, hắn là dùng loại này tư thái vì hoàng đế cùng bách lý thình thế thu thập hồng gia nhường đường hành hết thảy dễ dàng hà thường có một chút cùng tống mặt cẩn biết giống nhau đó chính là vũ tông hoàng đế muốn việc làm còn chưa từng có thất bại quá nếu như hắn và vũ tông hoàng đế chính là ngang nhau quan hệ hắn cũng là có lòng tin cùng mai thuẫn nhất quyết sống mái nhưng là mai thuẫn chính là thiên tử tiên thiên chiếm cứ lấy ưu thế làm sao không cho là mình Phải hoàng đế bệ hạ đối thủ Ngay cả hắn cũng không phải là hoàng đế đối thủ Hồng Thắng Nhật Một ít gia đình vũ phu Còn muốn cùng bệ hạ đấu Đây không phải là muốn chết sao Khác nhau chỉ ở cho Bị chết là sớm là muộn Hà Thương ước gì Hồng Giang người lập tức Lập tức toàn bộ đi tìm chết Nhưng là này một đạo nhất phẩm hợp chân khí thế Sẽ đem tử kỳ của bọn hắn lần nữa kéo dài sâu để cho hắn rất là không vui hắn nhi tử từ bên trong đi ra thản nhiên nói phụ thân đây thật ra là một chuyện tốt bệ hạ cùng bách lý thịnh thế cũng là thương xuống hành động cho dù là lấy bách lý thịnh thế khả năng cũng khó mà chiếu cố chu toàn trì hoãn hơn mấy tháng có thể càng thêm thông dong an bài hồng gia lần này chạy trời không khỏi nắng hà thường tán dương nhìn nhi tử thật là càng xem càng hài lòng. Hắn hiện tại một lần nữa thành lập nổi lên lòng tin. Coi như là Hồng Vũ càng lợi hại gấp 10 lần, cũng không phải là mình như tử đối thủ. Người một nhà ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh ăn cơm, tự nhiên là thiếu nghiêng liệu lý. Một loại lúc ăn cơm là cả Hồng Gia không có, nhất thân tình cảm thời điểm. Bởi vì mỗi người bao gồm Hồng Lão Gia Tử ở bên trong cũng là dùng đoạt. Trong chuyện này, Hồng Vũ chính là người nổi bật. Hắn có các loại thủ đoạn vô sĩ hấp dẫn những người khác lật chú ý. Sau đó, nhân cơ hội cướp đoạt thức ăn. Bất quá hôm nay, Hồng Vũ có chút kỳ quái. Nhìn chầm chầm vào Gia Gia nhìn. Có mấy lần rõ ràng muốn đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi. Cũng không một lát, vừa chủ động nhìn về phía liễu Gia Gia. Ngay cả ăn cơm cũng làm trễ nãy. Hồng Thắng Nhật mới bớt kể nhiều như vậy ngư không ăn vừa lúc, lão gia tử gió cuốn mây tan, đem thức ăn trên bàn quét sạch một lần, cơm nước no nê, hài lòng đánh nớt, chờ lão gia tử đứng dậy đi, hồng vũ mới kịp phản ứng. Mình mới ăn nửa bụng, nhưng là trên bàn đã không có đồ liễu. Hắn ảo não vô cùng, lại cũng chỉ là chốc lát, tụ lại làm vào liễu một trận trong trầm tư. Sau đó ở đại ca đại tẩu ánh mắt kinh ngạc, cúi đầu tất cả đâm chiều tiêu sái liễu lão nhị hôm nay là tại sao? Hắn lại không cùng chúng ta đoạt cực. Hơn nữa, còn không nhìn thấy tiếu nghiêng khác có chuẩn bị một phần. Lôi viện viện có chút buồn bực. Hồng ly sẽ phải không có tim, không có phổi rất nhiều. Chiếc đũa như bay. Ngư quản nhiều như vậy làm gì? Hắn không ăn không phải là vừa lúc. Chúng ta còn chưa đủ đâu. Cũng đúng, không phải là người một nhà không vào một nhà cửa. Lôi viện viện nhanh chóng dứt bỏ rồi phiền não vô vị, chuyên tâm cho thức ăn ngon chứng đạo. Hồng Vũ lộ vẻ hóa ra lão quân đạo tôn sâu. Đầu tiên nhìn thấy da da thời điểm, đã cảm thấy có điểm gì là lạ liễu. Bởi vì khi hắn nhìn da da thời điểm, trong ánh mắt tụ thấy một mảnh dài hẹp xến hồng sắc tuyến điều ở da da trên người chảy xuôi. Cái loại này màu đỏ làm cho người ta một loại vô cùng không thoải mái bệnh hoàng cảm giác. Mới vừa rồi lúc ăn cơm, cảm giác như vậy phá lệ mãnh liệt. Già già mặc dù sinh lòng hoạt hổ, như là ở hồng vũ trong mắt. Cái loại này, khi hắn toàn thân cao thấp chảy xuôi màu đỏ tuyến điều, càng thêm mãnh liệt liễu. Bây giờ nhìn đi tới, giống như là núi lửa nham tương. Khi hắn trong cơ thể thiêu đốt cháy của hắn kinh mạch, mà đang ở cảm giác như vậy, không ngừng da đồng thời, hồng vũ trong đang điền lão quần đạo tôn trên, bay lên vô số tự phù. Theo kinh mạch của hắn, hội tụ thành liễu một đạo tự phù nước lũ, xông ào vào trong đầu của hắn. Hồng Vũ cơm còn không có ăn xong, trong đầu tự hiện ra liên tiếp tin tức. Cái gì ngủ suy bế mạch, cái gì ngủ thải tiên mau, cái gì thập lạo cửu luyện, cái gì tam điệp hợp linh, khiến cho hắn đầu óc choáng váng. Chờ hắn mơ mơ màng màng, từ phòng ăn đi ra ngoài, một con trở lại trong phòng của mình, một đầu ngã xuống giường thở to ngủ. Trong lúc ngủ mơ, như cũ có các loại từ phù từ lão quân đạo tôn trong bay múa đi ra ngoài, chậm rãi câu thông của hắn cùng lão quân đạo tôn. Hồng Vũ là một giấc mộng, mộng mơ thấy mình thành một tiểu dược đồng, ở một gã hòa ái dễ gần lão giả chỉ điểm. Mỗi ngày mỗi đêm, cũng ngồi ở một con khổng lồ đồng lô phía trước phiến hỏa kia đồng lô thật sự là quá mức huyền diệu, dung nạp liễu này, vũ trụ trong tinh hà, cơ hồ tất cả ngọn lửa, hơn nữa trong đó có khác đồng thiên. Hắn tận mắt nhìn thấy lão giả kia, tiện tay khai ra một mảnh tinh thần, đầu nhập vào đồng lô trong. Hắn cũng không biết qua bao nhiêu năm, luyện bao nhiêu linh đan, cho đến có một ngày, có người đem một con hầu tử dùng rất nhiều xiên xích, buộc chặt mà đến. Lão giả kia từ hồ biết rồi bí mật gì. Một con cười mà không nói. Đợi đến những thứ kia, thần tướng hành lễ khẩn cầu. Hắn cũng chỉ là nhàn nhạt phun tay lên. Sẽ làm cho những thứ kia thần tướng đem hầu tử ném vào đồng lô trong. Hắn ở một bên nhìn, rõ ràng nhìn thấy lão giả cùng hầu tử, liếc mắt nhìn nhau. Lão giả trong tươi cười, có thâm ý khác. Đang ở hắn buồn bực thời điểm, biến cố xảy ra. Hầu tử cũng không giống như trước, giống nhau bị luyện thành linh đan, mà là phá vỡ đồng lô vọt ra. Nhưng là kia hầu tử đích thủ đoạn, lấy hắn những năm này vì lão giả thủ lò ánh mắt đến xem. Xa xa không bằng lão giả, nhưng là lão giả lúc này lại không chịu nổi một kích, dễ dàng bị hầu tử đánh bại. Rồi sau đó kia hầu tử một mạch liều chết đi ra ngoài, nhớ quá muốn đập nát toàn bộ thế giới. Hắn lúc ấy cũng bị hầu tử một thành đẩy ra ở một bên. Chờ hầu tử xong ra thời điểm, mới nhìn rõ, lão giả khoanh chân ngồi dưới đất, tự hồ căn bản không có động đậy. Khi hầu tử mới vừa rồi đánh tới chính là người nào, vốn là đã bị đánh nát đan phòng, là luyện đan hoàn hảo như lúc ban đầu. Lão giả bí hiểm hướng hắn khẽ mỉm cười, hồng vũ chờ hiểu ra tỉnh lại. Hắn thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, cảm giác mình trong đầu tự hồ nhiều hơn một những thứ gì nhưng lại không biết đến tột cùng là cái gì hắn dùng linh giác nội thị trong đan điền kia một tôn lão quân đào tôn đã lù lù bất động uy áp tứ phương ở đây một mảnh hư vô trong thế giới men theo một loại truyền từ cách xa mãi mãi quy luật vận chuyển hồng vũ một trận buồn bực lại nghĩ tới lúc trước cái kia loại cảm giác trong đầu không giải thích được nhô ra một phương thú, ngũ thải tiền màu bảy chỉ, ngọc yên tê tám lượng, ngũ lên chi ba lượng, trăm tuổi rễ sáng hai cân, lấy long thải hỏa thổ pháp, luyện chế thất điệp lãng diệu đan một bộ, phân lần ăn vào, kỳ diệu chính là cái gì long thải hỏa thổ pháp, cái gì thất điệp lãng diệu đan, hồng phụ tất cả đều hiểu, mà xem ra phương thú trong dược liệu ở trên thế giới này cũng có. Hồng Vũ trong lòng kích động lên, hắn đứng dậy tới thật nhanh vọt tới bàn đọc sách bên, đem phương thuốc dần dàng tịch thu xuống, xong ra cửa đi hô to. Hồng Khê, Hồng Khê, nhanh lên một chút cho thiếu gia ta lăn ra đây. Hồng Khê sợ hết hồn, liền lăn một vòng vọt ra. Thiếu gia, ngài có chuyện gì? Hồng Vũ một tay lấy đơn thuốc dần dàng kính đáo đưa cho hắn. Chiếu vào đi mua, cho dù là đem cả vũ đô thành lật đáy hướng lên trời, cũng muốn cho ta gợp đủ ba phân. Hồng Khê vội vàng gợt đầu, tiểu nhân liền đi. Trang hàng đám người cũng đi theo đi ra ngoài. Thiếu chủ, tại sao? Hồng Vũ khoát khoát tay, trong lòng thật nhanh chuyển động. Không có chuyện gì, để cho ta một người yên lặng một chút. Hắn trở lại gian phòng, thình thịch một tiếng đóng cửa lại. Đây cũng là lão quân đạo tôn cho ra phương thuốc dân gian. hẳn là không chỉ là đem gia gia hiện tại, thương thế trị lành sao? Lấy đạo tôn trên độ, nhất định là ngay cả với thương cũ, cũng cùng nhau trị lành, bổ đủ bổ nguyên. Nói như vậy, Gia Gia còn có cơ hội đánh sâu vào nhất phẩm hợp chân. Hồng Thắng Nhật năm đó là làm sao bị thương. Hồng Vũ cũng nghe nói, cái loại này, thương thế đúng là rất khó phục hồi như cũ. Nhưng là hiện tại, có cái này phương thuốc dân gian, Hồng Vũ trong lòng nhất thời đầy cỏ lòng mong đợi như vậy đợi chờ thời khắc là nhất dài dòng hồng vũ thật ra thì rất rõ ràng xem ra phương thuốc dân gian thượng mỗi một vị dược tài cũng vô cùng hiếm thấy nhưng là hắn như cũ không được oán giận hồng khê làm sao còn chưa có trở lại cùng lúc đó trong tay của hắn không được thượng thứ này một con lò vốn là cho là mình không dùng được tương lai là làm phần thưởng cho tôn bán sơn không nghĩ tới lại vừa lúc phái thượng công dụng. Bốn canh giờ sau, Luy đầy người mồ hôi hồng khê, đem một con miệng túi vào trở lại. Thiếu gia thiếu gia, rút cục gập đủ liễu, ta nhưng là cái gì thủ đoạn đều đem ra hết, ngài đừng trách ta. Hồng Vũ vùng tay lên, không tránh một cái công lớn. Hồng Khê thở phào nhẹ nhõm, đang muốn cùng thiếu gia nói cái gì nữa. Hồng Vũ đã một tay lấy hắn đẩy đi ra, thình thịch một tiếng khép cửa phòng lại bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy ta. Long thải hỏa chính là một loại luyện đan thủ đoạn, dựa theo lão quân đào tôn truyền thụ cho trí nhớ của hắn. Đến xem, Long thải hỏa chẳng qua là thấp nhất cấp bậc, một loại luyện đan thủ đoạn, nhưng là lấy lão quân đào tôn tiêu chuẩn đến xem thấp nhất cấp bậc, giỏi mắt cả thanh nguyên đại lục, cũng khó có đan sư có thể ngắm kia bóng lưng. Mà thất điệp lãng chính là bảy miếng linh đan một bộ, mỗi một mai lên đàn phục dụng thời gian cũng muốn nắm chặt vô cùng thỏa đáng mới có thể lớn nhất hạn đồ phá huy ra linh đàn dược hiệu.